Vâng, hello em Linh, xin chào cả nhà. Vâng, trong video buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối ngày mùng 8 tháng 7 năm 2024, tiếp tục em Linh xả mặt hàng siêu lùn, tiên vũ lùn. Đây, như mọi người nhìn thấy đây, khi nó lên chậu thì nó cực kỳ lùn nhá. Chiều cao của nó rơi vào khoảng tầm 25 đến 30 cm. Nó giống như cái lục bình, và đây là giống tiên vũ. Và đặc biệt của cái dòng này đó là nó chưa sổ bông và hoa là hoa tùy duyên mọi người. Đây mọi người để ý này, để ý về thân lá và đầu lá của nó này, rất là sạch mọi người nhá, cực kỳ sạch đấy. Nếu mà đầu lá thân lá sạch tương đương với là cái mặt bông của nó sẽ là rất xuất sắc. Cái này thì em hiện tại là vẫn chưa sổ tại vườn lan em đấy, đợi rất là lâu rồi đấy, để rất là nhiều rồi đó mà vẫn chưa sổ bông. Phải cũng trông ra làm sao cho nó một cái bông. Chắc chắn là cái bông này là sẽ là một cái bông đẹp, chứ không phải là bông bình thường đâu mọi người ạ. Đó thì trong video ngày hôm nay thì em Linh sẽ xả cho mọi người với cái giá thường thường để mọi người vào xem like để ý thấy đó. Những cái chậu to này này, đây những cái chậu to thế này em Linh thường đang bán với giá là 150 đến 180 cho một chậu đấy. Mà trong video ngày hôm nay nhá, đây mọi người thấy lên chậu nó như là một cái lục bình, rất là đẹp. Và chậu nào cũng là đầu thân lá đều là sạch cả, cùng một lô hết mọi người nhé. Đây ạ, đầu lá mọi người thấy này, sạch tinh luôn. Đó, rất là ok và đẹp nhá. Thì em Linh đang xả với cái giá là 80.000 đồng cho một chậu. 80.000 đồng cho một chậu. Và bác nào mà mua hai chậu thì sẽ là cái giá là 150k, là cho hai chậu tiên vũ lùn này. Đó, và cái này thì chưa bao gồm phí ship nhá. Thì tiền phí ship nó rơi vào khoảng là tầm vài chục nghìn thôi. Đấy, vài chục nghìn thôi, 40-50 nghìn thì chẳng hạn. Vì là cái này là cái chậu nó rất là nặng nhé mọi người. Đấy, cái chậu nó rất là nặng. Đấy, ngày hôm nay xả hai chậu là 150k. Thứ nhất em chưa cần nói đến mặt bông, chỉ cần nói về thân lá thôi. Đấy, chỉ cần nói về thân lá thôi. Mọi người thấy chơi thân lá nó đã rất là đẹp rồi đúng không ạ? Rất là đẹp rồi mọi người thấy này. Tức là nhìn cái thân lùn của nó này, bệ lá này, nó măng mầm này, rất là đẹp nha. Đó, thì mọi người đặt đơn bao nhiêu, mấy chậu thì em sẽ ship cho các bác cô chú anh chị từng đấy chậu nhá. Cái này làm sân vườn cũng rất là đẹp rồi. Rất là đẹp ạ. Vâng, thì mọi chi tiết thì các bác cô chú anh chị liên hệ vào số điện thoại thì em sẽ để ở trên màn hình đó, có hai số thì kết nối Zalo cho em cũng được, hoặc là điện thoại trực tiếp để chốt đơn cũng được mọi người nhá. Và em giới thiệu tiếp cho mọi người là cái dòng Ngọc Diệp. À đây này, đây còn một cái lô mà em xả cho mọi người nhá. Nó gồm có nhiều cái mặt bông lắm. Như đây là xanh Huế này. Đấy, xanh Huế thì bác nào cô chú anh chị chịu khó về trồng thì em lười trồng đấy. Xanh Huế này đấy, đang lên mầm đây này. Đấy là ba thân xanh Huế này. Ngọc Diệp đang có nụ luôn đây này. Đấy, Ngọc Diệp này. Nó hơi bị mất nước một xíu nhưng mà không vấn đề gì đâu. Người ta đang còn để cả tuần người ta mới trồng cơ mà. Đấy, mùa nào thì bình thường mà. Đấy, Ngọc Diệp hai thân này, xanh Huế ba thân này, Ngọc Diệp hai thân này. Hai thân này. Đấy, đang lên mầm này. 4 thân Ngọc Diệp này. 5 này, 6 thân Ngọc Diệp này. 6 Ngọc Diệp nhá. 7 này. 8 Ngọc Diệp này. 9 Ngọc Diệp này. Đó, 9 thân Ngọc Diệp và một cái khóm hồng văn giang đang lên mầm và ra rễ này. Đấy, hồng văn giang bông rất là đẹp nhá. Ngọc Diệp đợi một chút. Và ba thân vị hoàng. Và ba thân vị hoàng nữa. Cả một đống này này, cả một đống là 9 thân em đang bán là 50.000 đồng cho một thân Ngọc Diệp đấy các bác ạ. Đó, 450 rồi đấy. Mà em xả cả xanh Huế, cả Ngọc Diệp, rồi cả vị hoàng, cả một đống này 200.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị nào chịu khó về trồng nhá. 200k cho một đống như thế này. Quá là rẻ luôn ạ. Và cái bông hồng văn giang thì bông rất là đẹp. Mọi người có thể là vào trong Google để bấm để xem bông hồng văn giang nhé. Và đây, đây là bông Ngọc Diệp này. Một trong những loài lô hội luôn được cái giải nhất quán quân rất là nhiều năm. Và trước đây cái giá của nó là khoảng tầm 35-40 triệu cho một cái tép như thế này. Một tép nhá. Đó, và bây giờ dần dần xuống còn 20 triệu, 25 triệu rồi là 14 triệu, 7 triệu. Và bây giờ xuống còn 50.000 đồng cho một tép. Để các bác cô chú anh chị sưu tầm thì em sẽ bán là 50k. Đấy, lấy bao nhiêu tép thì em sẽ tách bấy nhiêu tép mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp, bông quá đẳng cấp luôn ạ. Bông lưỡi đỏ này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó thì Ngọc Diệp đây là còn là cái dòng này thì em sẽ chia sẻ sau trong cái video khác đấy mọi người.
Đấy, và trong video ngày hôm nay em chỉ bán xả cái dòng lùn này này. Đấy, dòng lùn này. Và cái xả mặt hàng đó và ngọc diệp thôi. Còn vườn em thì rất là nhiều, còn rất là nhiều đỏ kim cương này. Rồi là xanh Huế, những chậu tác phẩm rất là đẹp này, Phan Chí này. Xanh Huế Phan Chí này. Và đây có những cái cây gọi là cây vàng ca linh. Đây, mai vàng ca linh bông rất là bầu và đẹp nha mọi người. Đấy, bông cực kỳ xinh luôn. Nó đang nở đó mọi người. Đấy thì thôi, em xin phép xuống like tại đây và em sẽ lên các cái video sau nhé mọi người nhé. Và mọi người xem thì cho em Linh xin một lượt đăng ký kênh ạ. Đấy, một lượt đăng ký kênh mọi người nhá. Em Linh xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin kính chúc cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công các bác nhá. Em chào mọi người.